hướng tới chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982-20 tháng 11 năm 2024 sáng ngày 15 tháng 11 trường tiểu học Đức Giang tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tình diễn thời trang cặp đôi người mẫu nhí tham dự có đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện đại diện cấp ủy chính quyền địa phương hội phụ huynh cùng các thầy cô giáo và học sinh nhà trường với chủ đề ca ngợi đảng Bác Hồ tình yêu quê hương đất nước tôn vinh nghề giáo ca ngợi tình thầy trò các đội văn nghệ đến từ các khối lớp trong toàn trường đã mang đến chương trình năm tiết mục văn nghệ ca múa hát đặc sắc. Các tiết mục đều có sự chuẩn bị tập luyện kỹ lưỡng, sản dựng công phu, nhất là chủ đề trang phục, đạo cụ và ý nghĩa tiết mục, phong cách biểu diễn. Những lời ca điệu múa tại chương trình giao lưu chính là món quà tinh thần ý nghĩa, những lời tri ân sâu sắc của các em học sinh gửi tới các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, qua đó giáo dục và làm đẹp thêm giá trị nhân văn, tôn sư trọng đạo trong mỗi học sinh của nhà trường sau phần giao lưu văn nghệ các em học sinh được trải nghiệm phần thi trình diễn thời trang cặp đôi người mẫu nhí hết sức sôi nổi hấp dẫn trên nền nhạc sôi động với thần thái tự tin thoải mái các người mẫu nhí đã có những phần trình diễn thời trang đầy ấn tượng với nhiều mẫu trang phục đa dạng về kiểu dáng màu sắc như thời trang học đường thoải mái tiện dụng thời trang thường ngày trẻ trung năng động đã mang đến một không khí vui tươi phấn khởi để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi thầy cô giáo phụ huynh và học sinh trong toàn trường Chương trình giao lưu văn nghệ trình diễn thời trang cặp đôi người mẫu nhí của trường Tiểu học Đức Giang là hoạt động trải nghiệm bổ ích, sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, qua đó tạo sự đoàn kết gắn bó, giao lưu, đề mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong nhà trường, đồng thời là dịp để các em bày tỏ tình cảm, tấm lòng biết ơn tới các thầy cô giáo, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2024-2025 đã đề ra.